Chào cô chú anh chị nha. Thì em lên một cái con cắt bê tông cực kỳ đẹp, cực kỳ VIP luôn. Và hôm nay thì cắt không phải bàn luôn. Xin đây qua EC767 ha. Thì cái con này á thì đã làm nổ cái chỉnh ngon lành hết rồi ha. Cái lưỡi này mình có thể dùng được lưỡi 4 tấc nha mọi người. Lưỡi 4 tấc ha. Dùng được lưỡi 4 tấc mặt tiền rất đẹp, đỏ âu. Mọi người nhìn bên ngoài nó như một cái máy mới vậy nha mọi người. Đây cái lọc máy đây, nòng nó quá tuyệt vời mọi người. Đây thì mình cắt trụ bê tông là tuyệt vời, đường kính lưỡi là 40, máy đã làm nổ rồi, công tắc đây. Mọi người nghe tiếng nó khiếp lắm, cực kỳ lực luôn. Mong tua cao quá, tua nó rất là cao nên rất là lực. Tỷ lệ pha sạch nhất có thể là tùy vào cái thời tiết sử dụng, thì mình có thể là 21 và 25:1. Thời tiết nóng thì mình nên sử dụng là 21, mà thời tiết nó mát mẻ thì dùng 25:1. Và tình trạng con này là nòng đều là zin nha. Chỉ có trái là thay trái mới. Trái mới ở đây là trái xịn HBK nha mọi người. Đó, trái xịn HBK thì nó chất lượng nó tương đương và nó có thể nhỉnh hơn cái trái zin của nó luôn ha. Con này là lúc trước em có quay cho mọi người là lúc chưa dọn ha, cái bãi thì em mà nói mở bô ra thì trái nó xước nhưng mà nòng nó còn ngon đó. Thì về thay trái nó giống như trong quá trình mình sử dụng vậy thôi, thời gian thì mòn trái thì hư trái này kia thì cũng phải thay thôi. Thì cái trái này là trái 51 ly, nó sử dụng trái zin như là của Shindaiwa 7005 nha mọi người. Shindaiwa 7005 màu trắng đỏ, không có điểm gì để che nha mọi người, nó mới tinh luôn. Đó. Thì con này hiện tại không có lưỡi ha. Đó. Thì giá con này nếu mà tại vì cái tâm lý của mình thôi. Đó. Hàng thì em bảo đảm bảo chất lượng cho mình dùng nha. Thì em đã rô đai một bình xăng rồi, bình xăng này như là một lít. Em đã rô đai một bình xăng rồi. Thì mình về mình rô đai thêm một bình xăng nữa dùng cho nó ngon ha, cho nó bền. Đấy. Tại vì máy là máy công suất lớn ha. Rồi con này thì nếu như mà kiểu như trái vẫn để zin luôn ấy, trái vẫn có để zin ấy, thì giá nó tầm 5-6 triệu chứ không có rẻ nha mọi người nha, tại vì nó đẹp cực kỳ luôn. Thì cái con này thì em sẽ để cho mọi người với cái giá là 3 triệu, máy đã dọn nổ ha. Đó. Và sẽ tặng cho mọi người một chai nhớt Tiger 1 lít và bao ship cho mọi người nha. Nòng zin nha mọi người. Đó, mọi người thấy cái lọc máy đó, hiểu là đẳng cấp không? Đẳng cấp như thế nào? Con này xài thì không biết bao giờ hư đó nha mọi người. Nếu mà mình xài mình biết giữ, mình biết pha xăng tỷ lệ xăng nhớt nó phù hợp cho đúng. Đó, là mình xài bao bền. Anh em nào muốn lưỡi to ấy, thì dài những con này, lưỡi nó tới 4 tấc, cao 4 tấc. 40 lưỡi 40. Em nhắc lại giá là 3 triệu em bao ship và em tặng cho mình một chai nhớt Tiger 1 lít để về mình sử dụng luôn ha. Máy là giật cái nổ thôi, cực kỳ nhảy bén. Em nhắc lại là về mình rô đai thêm một cái bình xăng pha nhớt nữa. Máy là máy hay thì nha. Đó, mình pha một bình xăng pha nhớt nữa rồi mình rô đai hết bình xăng đó nữa là mình dùng cho nó ngon. Tốt cho máy. Tại vì máy là mới thay trái nên là nó sẽ giống như máy mới, mình phải rô đai cho nó kỹ thì mình dùng nó mới bền. Rồi, chào mọi người nha.